Nhịp beat luôn vang trong đầu, đam mê từ lâu vẫn chảy trong máu. Hội rapper nhà gái nuốt mic khiến ai cũng phải nể, đúng chất đám cưới miền Tây. Những cô gái xinh đẹp mặc váy trắng thướt tha thuần khiết đã khiến hội nhà trai rén mạnh vì màn quẩy rap cực chất trong một đám cưới. Ra gì đấy, chúng khét đấy người. Đúng là đã lầy thì phải lầy nguyên hội. Đang ăn chơi thì mẹ lại bắt đi lấy chồng, nên cô dâu quẩy bung xã hết mình luôn. Các bạn thấy màn bắn rap này thế nào? Cùng comment chia sẻ cho Tám TV, cũng như tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.